tan như là cái sọt đấy xong đánh phân ra ruộng. Đến lúc có sảo bán, đến mùa cấy hái là người ta lại bán sảo đánh phân này. Mùa là giá làm ngày xưa chưa có nghe có sảo bán là đánh phân. Nói chung ngày xưa chả có thời giờ đâu mà đạt. Bật đi làm hợp tác xã suốt ngày. Đấy rồi. Không đi thì không có điện. Làm suốt ngày. Thời gian này là đạt. Con đi học. Đồ đi làm đủ cho chúng ta người ta làm được điểm nhiều thì mỗi một lần chưa thóc người ta được 3-4 tạ. Cái thằng mà có nhiều người ăn theo không có lao động ấy, ví dụ như 8 lao động mới có 2 lao động chứ còn 6 lao động ăn bám ấy thì không có công điểm, người ta được 3-4 tạ, 3-40 cân trẻ đói à, có điểm đâu mà có thóc. Đấy là trẻ con học sinh làm gì có tính vào lao động. Lao động từ 18 tuổi đi mới tính vào lao động, còn con bé 13-14 thì toàn học sinh. Ủa, nó không như là mình làm của nhà mình bây giờ đâu. Cứng dần này làm cái đan mà dày bốt nào mà bẻ tay mệt này, bây giờ nó còn cứng rồi này. Nó giòn nó gãy ngay. Đẹp. Trong gãy lắm. Thế mà cứ làm chổi nó mà nó mà cụt thì cứ đi hàng mảng. Nó không phải gãy dần dần gãy tí một. Hả? Cháu biết bà lúc nãy còn trong nhà ấy. Đi rồi. Vừa mới đi xong. Khó nhất là cái đoạn xiên này.
Rồi.